Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với An Tâm Sống Khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thanh long là một loại trái cây nhiệt đới càng ngày càng trở nên nổi tiếng, không chỉ ở nước ta mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Hầu hết chúng ta ăn thanh long vì vẻ ngoài xinh đẹp và hương vị có phần độc đáo của nó, cũng như là những lợi ích sức khỏe dồi dào mà loại quả này mang lại, như là lượng chất oxy hóa dồi dào, tác dụng chống ung thư, tăng cường sức khỏe não bộ hay là giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đó chính là lý do mà nhiều người đặc biệt ưu ái dành cho thanh long một tình yêu không thể thay thế. Thế nhưng, cuộc đời có một nguyên lý bất di bất dịch. Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Do đó, đừng cho rằng lúc nào nên ăn nhiều thanh long thì bạn sẽ đẹp da, đẹp dáng, lại khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Và dưới đây sẽ là một số điều cấm kỵ khi ăn thanh long. Các bạn hãy chú ý tuân thủ nếu không muốn biến lại quả vừa ngon vừa đẹp mắt này thành thuốc độc. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay. Vừa qua, một phụ nữ người Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu sau một thời gian liên tục ăn thanh long và sữa chua vào buổi sáng lúc khi bụng đói. Được biết do gia đình trồng được, lại biết thanh long có tác dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp nên cô thường xuyên ăn. Sau khi được bác sĩ cảnh báo, cô đã không ngại ngần chia sẻ trên Facebook cá nhân rằng những người bị huyết áp thấp như cô không nên ăn quá nhiều thanh long. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thanh long có gây hạ huyết áp và chóng mặt hay không phụ thuộc vào tình trạng thể chất của từng người. Nếu là một bệnh nhân tăng huyết áp, lượng kali cao trong thanh long có thể cân bằng với natri trong cơ thể bệnh nhân và giúp hạ huyết áp. Nhưng ngược lại, nếu là một bệnh nhân bị huyết áp quá thấp thì không nên ăn quá nhiều thanh long. Vì vậy, các chuyên gia cũng khuyến cáo nếu người nào có vấn đề về huyết áp thấp không nên ăn quá 100g. Khi ăn, cố gắng kết hợp với các loại rau quả khác, người bị cao huyết áp có thể ăn từ 100 đến 150 gram mỗi ngày. Ngoài ra, các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt nên hạn chế để tránh tình trạng hành kinh không thông. Dưới đây là cách ăn thanh long nguy hiểm mà mọi người nên tránh để bảo vệ sức khỏe. Nhai không kỹ đã nuốt vội. Ăn chậm nhai kỹ là nguyên tắc ăn uống hàng đầu. Khi ăn thanh long, bạn cũng phải đảm bảo nguyên tắc này. Nhiều người chăm chỉ ăn thanh long vì biết những hạt đen li ti trong quả này rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều không nhai vỡ được đám hạt này. Theo Healthy, hạt thanh long có chứa rất nhiều axit béo có lợi như omega 3 và omega 6, giúp làm giảm lượng cholesterol xấu và tăng sức dẻo dai cho thành mạch. Lớp vỏ của hạt thanh long tương đối khó phân hủy ngay cả khi đã nằm gọn trong dạ dày, được co bóp tiêu hóa, và hầu hết chúng đều ra ngoài chứ không đem lại dinh dưỡng do thói quen ăn quá nhanh, nuốt chửng của nhiều người. Để ngăn chặn tình trạng này, bạn cần chú ý nhai thật chậm từng miếng thanh long nhỏ để hạt vỡ ra, để cơ thể có thể hấp thụ được các chất dinh dưỡng từ bên trong hạt. Bạn cũng có thể sử dụng máy xay sinh tố để xay thanh long thật nhuyễn, có thể thu được giá trị dinh dưỡng tối đa từ loại quả này. Không rửa vỏ quả thanh long trước khi ăn. Nhiều người cho rằng vỏ quả thanh long rất dày, lại không có khả năng hút những loại sâu bọ nên đảm bảo an toàn. Hiếm có nguy cơ nhiễm dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Xuất phát từ nguyên nhân này, nhiều người chủ quan thường bỏ qua việc rửa sạch quả trước khi ăn. Theo giới chuyên gia, điều này thực sự không tốt. Mặc dù vỏ thanh long dày và chúng ta chỉ ăn phần ruột quả cũng không ngoại trừ trường hợp hóa chất thổ nhiễm, rồi cầm nắm quả dẫn đến dẫn độc vào miếng thanh long tận miệng. Tốt nhất, chúng ta vẫn nên rửa sạch loại quả này trước khi ăn, giống như bất cứ loại quả nào khác để tránh rước họa vào thân bạn nhé. Không ăn khi bụng đói. Bệnh tiểu đường, ăn trái thanh long khi đói khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, còn huyết áp tăng thấp, ăn vào có thể gây mất cân bằng natri và kali. Kali trong máu quá mức dẫn đến huyết áp nhanh chóng suy giảm. Trần Di Tinh đề nghị rằng với những người này, ngoài việc thay đổi là ăn trái cây sau khi ăn cơm, để trái cây tiêu hóa và hấp thụ cùng lúc với các thực phẩm khác, thông thường cố gắng không nên chỉ ăn một loại trái cây, có thể ăn kết hợp với nhiều loại trái cây sẽ an toàn và cân bằng dinh dưỡng hơn. Đặc biệt với thanh long, những kiểu người sau đây cần phải đặc biệt chú ý nếu không muốn rước họa vào thân. Người có bệnh đường huyết. Trên thực tế, thanh long có lượng đường cao và thanh long ruột đỏ hàm lượng đường cao hơn thanh long ruột trắng. Theo cơ sở dữ liệu thông tin dinh dưỡng thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm, tổng lượng đường trong thanh long đỏ là khoảng 9,2 gram trên 100 gram và thanh long trắng là 8,9 gram so với các loại trái cây có lượng đường cao như là dưa hấu 7,5 gram, vải thiều 14,1 gram, hàm lượng đường trong thanh long cũng không thấp. Vì thế, nếu bạn gặp phải vấn đề kiểm soát đường huyết, mỗi ngày chỉ nên ăn khoảng một phần là 100 gram thanh long.
sẽ hấp thu và kiểm soát đường trong một ngày theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, dưới 25 gram đường mỗi ngày. Bị bệnh tiêu chảy không nên ăn. Đó là một loại trái cây có tính lạnh, vì vậy người bị tiêu chảy tuyệt đối không nên ăn. Những người có thể chất hư hàn, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt cũng nên kiêng ăn hạn chế. Hạn chế ăn trong chu kỳ kinh nguyệt. Người có thể chất hư lạnh hoặc đang trong kỳ kinh nguyệt cũng không nên tùy tiện ăn. Cẩn thận dị ứng với thai phụ. Bởi thanh long có chứa nhiều protein thực vật. Chính vì vậy, thai phụ có thể chất dễ bị dị ứng thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi thưởng thức. Người bị chứng phiền muộn, máu ứ, dịch đờm nhiều cũng không nên ăn nhiều. Người mang thai nên cẩn thận khi ăn thanh long. Trong thanh long có chứa nhiều protein thực vật, do đó những người mang thai dễ bị dị ứng thì nên cân nhắc kỹ trước khi ăn. Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhiều thanh long. Thanh long có chứa nhiều đường glucose, người bệnh tiểu đường nếu sử dụng nhiều thanh long có thể khiến cho lượng đường trong máu tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, thanh long là một loại trái cây đại bổ, giàu vitamin C, B và các khoáng chất như phốt pho, sắt và canxi. Hàm lượng anthocyanin có trong thanh long là chất tiềm năng chống oxy hóa, giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ cứng bệnh động mạch, giảm thiểu các rối loạn về tim mạch. Bên cạnh đó thì việc ăn thanh long cũng giúp làm hạn chế quá trình lão hóa da, phòng ngừa ung thư và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa. Không những tốt cho sức khỏe, thanh long còn là trợ thủ đắc lực của nhiều bạn trong công cuộc chinh phục cái đẹp. Hàm lượng vitamin dồi dào có trong thanh long giúp da được trẻ hóa, trắng mịn và khỏe khoắn. Vậy thì cụ thể, những lợi ích sức khỏe tuyệt vời có trong trái thanh long là gì? Xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video này. Thanh long giúp ngăn ngừa ung thư. Ngoài vitamin C, quả thanh long còn có chứa nhiều carotin, chất có khả năng chống lại tế bào sản sinh ung thư, bao gồm cả giảm khối u ung thư. Hơn nữa, lycopene, một chất tạo màu đỏ cho loại quả này, được chứng minh là có tác dụng làm chậm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, tăng cường sức khỏe tim mạch. Thực phẩm này có khả năng làm giảm hàm lượng cholesterol có hại trong cơ thể, đồng thời tăng cường các chất béo có lợi cho cơ thể, nhờ đó giúp tim mạch hoạt động tốt hơn. Một nghiên cứu đăng trên tờ Pharmacology Research năm 2010 đã cho thấy ăn nhiều trái thanh long sẽ giúp làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và ngăn ngừa bệnh cao huyết áp. Loại trái cây thần kỳ này là nguồn giàu chất béo bão hòa đơn, tốt cho sức khỏe của tim mạch. Thanh long chứa nhiều sắt giúp bổ máu. Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng chất sắt, nguyên liệu cần thiết để cơ thể sản xuất ra hemoglobin, có rất nhiều trong thanh long. Hemoglobin còn được gọi là huyết sắc tố, vốn là một lượng protein phức có chứa ion sắt trong hồng cầu và chiếm 33% trọng lượng hồng cầu. Loại protein này có nhiệm vụ vận chuyển oxy từ phổi đến các cơ quan và vận chuyển oxy2 từ các cơ quan về phổi. Do đó, ăn nhiều trái cây thanh long sẽ cung cấp nhiều chất sắt cho cơ thể, tăng lưu thông máu, giúp xương chắc khỏe và các tế bào khỏe mạnh. Trong thanh long có chứa nhiều canxi, sắt và phốt pho. Canxi giúp hệ xương và răng chắc khỏe. Trong khi đó, sắt là chất cần thiết để các tế bào khỏe mạnh và hỗ trợ vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Phụ nữ nói chung rất cần nhiều sắt và canxi. Ăn thanh long là một cách tuyệt vời để bổ sung hai loại chất này, nhất là đối với những người ăn chay. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Lượng chất xơ cao trong thanh long cực kỳ tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường, vì chất xơ có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, kể cả bằng cách là triệt tiêu lượng đường dư thừa. Tuy nhiên, bạn cần phải hỏi ý kiến bác sĩ. Nếu bạn có bất kỳ sự thay đổi nào trong chế độ ăn uống để đảm bảo rằng loại trái cây này thực sự phù hợp với bạn. Thanh long hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa. Như bạn đã biết thì quả thanh long có chứa nhiều chất xơ giúp cải thiện hoạt động của đường ruột, vì chất xơ có thể dễ dàng hấp thụ qua đường tiêu hóa. Ăn nhiều thực phẩm này sẽ giúp bạn giảm nguy cơ mắc các triệu chứng như là táo bón và hội chứng ruột kích thích. Thanh long có hiệu quả chống lão hóa. Chất chống oxy hóa rất cần thiết trong việc đem lại cho bạn làn da luôn căng đầy và săn chắc. Chất này giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, nguyên nhân gây ra các căn bệnh như là ung thư. Loại trái cây này là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào vì nó có chứa rất nhiều vitamin C. Thậm chí bạn có thể đắp mặt nạ thiên nhiên từ thanh long với mật ong thay cho các loại mặt nạ chống lão hóa. Giúp giảm béo. Thành phần của thanh long ruột đỏ hoàn toàn không có chứa chất béo. Cùng với mức năng lượng thấp và giàu chất xơ, giúp giữ gìn cơ thể tránh khỏi hiện tượng béo phì, kẻ thù nguy hiểm nhất cho sắc đẹp và sức khỏe của phụ nữ.
dưỡng chất cho tóc nhuộm. Nước ép thành long là một nguyên liệu tuyệt vời dùng để dưỡng tóc. Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần bôi nước ép thanh long hoặc là dầu xả chiết xuất từ thanh long lên da đầu. Như vậy, bạn có thể bảo vệ tóc đã có tiếp xúc với hóa chất hoặc là tóc nhuộm. Điều này sẽ giữ cho nang tóc mở, cho phép tóc được thông thoáng, giúp tóc khỏe mạnh và óng mượt. Thưa quý vị và các bạn, giống như hầu hết các loại trái cây và rau quả khác, thanh long rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, có thể cải thiện sức khỏe và giúp cho hệ miễn dịch làm việc tốt hơn bao giờ hết. Không những thế, quả thanh long còn mang lại những lợi ích rất tuyệt vời cho sức khỏe con người. Là một loại quả quen thuộc, thanh long không chỉ mát, ngon ngọt mà còn chứa rất nhiều dưỡng chất, có tác dụng chữa bệnh thần kỳ. Hãy cùng tiếp tục theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay để khám phá những công dụng cực kỳ hữu hiệu của thanh long trong việc chữa bệnh. Giảm ho và suyễn. Ho và hen suyễn là một số rối loạn hô hấp thường gây ra những ảnh hưởng đến cả trẻ em và người lớn. Để giảm được các triệu chứng khó chịu này thì bạn cần phải thường xuyên ăn thanh long. Chống thiếu máu. Hàm lượng sắt có trong quả thanh long cũng là cao. Sắt là một nguyên liệu cần thiết để sản xuất hemoglobin trong cơ thể của con người. Hãy bổ sung sắt đầy đủ để ngăn chặn được bệnh thiếu máu bằng cách ăn thanh long thường xuyên. Thanh long chống thiếu máu, ho và hen suyễn. Làm dịu da bị cháy nắng. Bằng cách kết hợp thanh long cùng với nước ép dưa chuột và mật ong, tạo ra một hợp chất giống như cây lô hội, có thể làm dịu làn da bị cháy nắng. Giàu vitamin B3, thanh long cũng có tác dụng dưỡng ẩm da bị cháy nắng và giải phóng nhiệt từ những vùng bị ảnh hưởng. Ổn định huyết áp. Ăn thanh long có thể giúp ổn định được huyết áp, mang lại rất nhiều lợi ích cho những người có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ. Điều trị mụn trứng cá. Thanh long là một phương pháp tự nhiên có tác dụng trị mụn trứng cá không chỉ cho thanh thiếu niên mà còn rất phù hợp với người lớn. Trong thanh long có chứa vitamin C và cũng là một loại thuốc mỡ tự nhiên vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần cắt một vài lát thanh long và đắp lên những vùng có mụn trứng cá, sau đó thì bạn rửa sạch, áp dụng 2 lần mỗi ngày để có một làn da không còn mụn trứng cá. Giảm viêm khớp. Một trong những lợi ích sức khỏe tốt nhất của thanh long là giúp làm giảm viêm khớp. Thanh long được gọi là trái cây chống viêm. Những người bị viêm khớp được khuyến khích là thêm thanh long trong chế độ ăn uống lành mạnh của họ. Kiểm soát và phòng chống bệnh tiểu đường. Thanh long là một nguồn tuyệt vời của các chất xơ và giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Chất xơ giúp ổn định lượng đường trong máu. Nhưng bệnh nhân tiểu đường cần phải tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Quả thanh long là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, nó có thể loại bỏ các gốc oxy tự do. Ngoài ra, chất vitamin C có trong quả thanh long còn có tác dụng làm trắng sáng da. Thanh long là một loại quả có mức năng lượng thấp, thành phần protein hòa tan rất cao. Vì thế, nó còn có tác dụng giảm cân, giảm cholesterol, nhuận tràng, phòng trừ ung thư trực tràng. Hàm lượng chất sắt có trong quả thanh long cũng cao hơn so với các loại hoa quả thông thường. Sắt là nguyên tố không thể thiếu để sản sinh ra hồng cầu, nó có vai trò quan trọng đối với sức khỏe con người. Các hạt giống như là hạt vừng đen có trong quả thanh long còn có tác dụng thúc đẩy sự tiêu hóa của dạ dày, ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa truyền nhiễm virus và ức chế phản ứng miễn dịch. Dưới đây là một số món ăn từ thanh long có thể hỗ trợ chữa bệnh mà mọi người có thể chế biến tại nhà. 1. Chè thanh long khoai lang. Nguyên liệu: thanh long 100g, khoai lang 100g, sữa tươi 250ml. Cách làm: khoai lang cắt thành miếng vuông nhỏ, hấp chín cách thủy, thanh long cũng cắt thành miếng vuông nhỏ giống khoai lang. Đem khoai đã hấp chín cùng với thanh long bỏ vào bát, rồi cho sữa tươi vào, nếu thích ăn ngọt có thể dùng sữa có đường. Thức uống này kèm với một quả trứng ốp la sẽ là một bữa sáng có giá trị dinh dưỡng cao. Công dụng: ăn thường xuyên có thể tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa táo bón và ung thư ruột. 2. Chè trân châu thanh long. Nguyên liệu: thanh long 1 quả, 1 nắm hạt trân châu, đường phèn. Cách làm: đun sôi nước cho hạt trân châu vào luộc, đến khi hạt bắt đầu chuyển sang màu trong suốt thì tắt bếp. Vớt hạt trân châu ra ngâm với nước lạnh. Quả thanh long bổ dọc thành đôi, khéo léo tách phần ruột ra bên ngoài, giữ cho vỏ còn nguyên lành. Phần ruột quả thanh long thái miếng nhỏ, cho vào vỏ quả thanh long, cho tiếp hạt trân châu, đường phèn vào là có thể dùng. Công dụng: đồ uống này rất tốt cho dạ dày, đặc biệt thích hợp dùng vào mùa hè thời tiết oi bức. 3. Chè thanh long ngân nhĩ tuyết lê. Nguyên liệu: thanh long 1 quả, ngân nhĩ 30g, mộc nhĩ 30g, lê 1 quả, đỗ xanh 15g, hạt kỷ tử 15g, đường phèn. Cách làm:
ngân nhĩ, mộc nhĩ ngâm nước cho nở ra, thanh long thì bổ dọc thành đôi, lấy phần ruột ra bên ngoài, giữ lại phần vỏ. Cắt nhỏ phần ruột quả thanh long với quả lê thành miếng vừa ăn. Đem ruột quả thanh long, lê, ngân nhĩ, mộc nhĩ, đường phèn đã cắt nhỏ đổ vào nước và đun nhỏ lửa trong vòng 1 tiếng. Đỗ xanh và hạt kỳ tử cũng đun chín. Cho tất cả các loại vừa đun chín vào phần vỏ quả thanh long. Sau đó thì cho đỗ xanh, hạt kỳ tử lên trên là có thể dùng. Công dụng: thanh nhiệt, tiêu đờm, lợi phổi, hỗ trợ cho người uống rượu hút thuốc bài trừ độc tố. 4. Thanh long đỏ ngâm rượu. Nguyên liệu: thanh long đỏ 600g, đường phèn 250g, rượu 600g. Cách làm: thanh long rửa sạch, để khô ráo, sau đó gọt vỏ, thái thành miếng nhỏ, cho vào lọ thủy tinh, cứ một lớp thanh long lại thêm một lớp đường phèn, đổ rượu vào ngâm, sau đó bịt kín nắp bình. Đặt bình rượu vào chỗ mát, 3 tháng sau có thể dùng. Công dụng: tăng cường chức năng tim mạch, bồi bổ sức khỏe. Chú ý, giá trị dinh dưỡng của thanh long trắng và thanh long đỏ như nhau, loại nào cũng có thể ngâm rượu, chỉ là dùng thanh long đỏ thì màu rượu ngâm sẽ đẹp hơn. Vì thông thường mùi vị của thanh long nhẹ nhẹ mà rượu thì nồng, nên kiến nghị khi dùng thì thêm một chút nước ép trái cây. 5. Siro thanh long chanh leo. Nguyên liệu: chanh leo 300g, thanh long 300g, cỏ ngọt stevia 2g, đường mạch nha 300g. Cách làm: chanh leo rửa sạch lau khô, cắt đôi, dùng muỗng lấy phần ruột, thanh long cắt thành hạt lựu, cho nước vào nồi đun sôi, rồi thả cỏ stevia đun sôi trong 10 phút, vớt cỏ stevia ra, sau đó tiếp tục cho đường mạch nha vào đun đến khi tan. Cho tiếp phần ruột chanh leo và thanh long vào nồi đun nhỏ lửa, trong lúc nấu liên tục dùng muỗng gỗ để khuấy đều, tránh bị bén nồi, ngoài ra cũng liên tục vớt bọt nổi trên bề mặt. Đun nhỏ lửa đến khi hỗn hợp ở trên cô đặc thì có thể tắt bếp, để nguội cho vào lọ thủy tinh rồi bảo quản trong tủ lạnh. Công dụng: đây là một loại siro hoa quả có mùi vị thơm ngon, nhiều dinh dưỡng. 6. Thanh long xào tôm lõn. Nguyên liệu: thanh long 1 quả, tôm tươi 200g, trứng gà 1 quả, cần tây 2 cây, bột mì, dầu ăn, gia vị. Cách làm: tôm tươi rửa sạch, bóc vỏ, dùng khăn giấy thấm khô. Cho bột canh vào tôm ướp với một lúc, sau đó tiếp tục dùng khăn giấy để thấm khô. Trứng gà đánh tan đều, sau đó cho tôm và bột mì vào để đảo đều. Cho thêm một chút dầu ăn để tránh tôm bị dính vào nhau lúc xào, sau đó để trong vòng 10 phút. Cần tây rửa sạch cắt khúc, thanh long bỏ vỏ rồi cắt thành từng miếng vừa ăn, cho tôm vào chảo đảo sơ cho chín. Tiếp theo thì cho dầu ăn, cần tây, thanh long vào chảo, xào cho chín vừa rồi tiếp tục đổ tôm vào xào qua, nêm nếm gia vị cho vừa ăn, cho ra đĩa. Công dụng: đây là món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe, tốt cho thận. Và cuối cùng thì hãy nhớ rằng, mặc dù trông khá đẹp trên khuấy trưng bày, thì nhưng thanh long không chỉ đơn thuần là loại quả dùng để trang trí. Hãy cố gắng ghi nhớ những lợi ích tuyệt vời mà quả thanh long mang lại cho chúng ta.